Bỏ rơi Mai Phương khi đang mang thai, giờ đổ bệnh, Phùng Ngọc Huy gọi điện đòi con ai cũng bức xúc. Nam ca sĩ chủ động liên lạc để hỏi thăm và xin chăm sóc con gái. Tối 18 tháng 8, thông tin diễn viên Mai Phương mắc ung thư phổi giai đoạn cuối khiến nhiều người bất ngờ. Giữa lúc bệnh tình của nữ diễn viên đang nhận được sự quan tâm của mọi người, không ít khán giả thắc mắc về động thái ca sĩ Phùng Ngọc Huy, người đàn ông từng bỏ rơi Mai Phương khi cô mang thai. Theo chia sẻ của ca sĩ Đăng Kim, người được cho là bạn của ca sĩ Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ đã gọi điện thoại động viên Mai Phương mỗi ngày và bày tỏ mong muốn được chăm sóc La Vi, con gái của anh và Mai Phương. Gia đình của nam ca sĩ cũng rất đau lòng khi biết thông tin Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện tại Facebook của Phùng Ngọc Huy đã khóa, tuy nhiên trong một cập nhật gần nhất của nam ca sĩ, nhiều khán giả đang rất bức xúc và liên tục chỉ trích anh vì không có động thái cụ thể quan tâm đến Mai Phương hay không xuất hiện ở bệnh viện chăm sóc hỏi han nữ diễn viên. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có 3 năm mặn nồng bên nhau, nhưng đến khi biết Mai Phương mang thai, anh không chấp nhận mà bỏ ra nước ngoài định cư và phát triển sự nghiệp. Mặc gia đình phản đối, nữ diễn viên Hương Phù Sa vẫn quyết tâm giữ lại đứa bé và chấp nhận làm mẹ đơn thân dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bản thân Mai Phương trước thái độ của bạn trai khi đó không khỏi đau lòng, nhưng cô vẫn tự động viên bản thân xem con gái là động lực. Được biết hiện tại nữ diễn viên và Phùng Ngọc Huy xem nhau như bạn bè. Sau khi sinh con, cô tích cực làm việc để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Thậm chí đến khi bị ung thư phổi, Mai Phương vẫn miệt mài trên phim trường. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, phải chịu nhiều cơn đau và tiêm thuốc chống hủy xương vì xương cô đang rất giòn, nếu không tiêm sẽ bị gãy chân. Hiện tại nữ diễn viên sinh năm 1985 đang hoàn tất các xét nghiệm theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Gia đình cô cũng hạn chế để người ngoài tiếp xúc vì muốn đảm bảo sức khỏe cho con gái. Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích vì coi thường Đức Phúc, lớn rồi mà ăn còn nghẹn. Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích vì thái độ cao ngạo và coi thường Đức Phúc. Tối 17 tháng 8, tập 11 chương trình The Debut dự án số 1 2018 đã chính thức lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và gây cấn. Cũng trong tập này, khán giả tiếp tục được chứng kiến những màn đấu khẩu, mạt sát nhau giữa Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh. Hoàng Thùy Linh coi thường Đức Phúc và đá xoáy Hương Tràm. Mở màn chương trình là tiết mục của thí sinh Bá Vương đến từ đội Hoàng Thùy Linh. Sau khi thí sinh này trình diễn xong, Đức Phúc nhận xét khá nhẹ nhàng. Đức Phúc vẫn khen Bá Vương hát tốt, biểu diễn tốt. Chỉ phê bình đôi chỗ hát phô, thiếu kiểm soát và việc thay đổi lời Việt chưa hiệu quả. Vậy nhưng, Hoàng Thùy Linh lại phản ứng khá gay gắt và đầy ẩn ý. Cô nói, với tôi thì nhiều ca sĩ giải trí ở Việt Nam hiện tại cũng chưa chắc có được phần trình diễn trọn vẹn như Bá Vương. Tôi sớm đoán được Đức Phúc sẽ nói gì, vì đó là những điều cuối cùng cậu ấy có thể nói được. Chưa chắc đã chính xác, nhưng ít nhất đó là những gì Đức Phúc có thể nghĩ ra được. Tôi chẳng thấy Bá Vương rung hay phô chút nào, phần trình diễn này rất trọn vẹn. Hoàng Thùy Linh nói đến đây, tất cả khán giả đều lờ mờ đoán rằng cô đang đá xoáy trực diện và tỏ ý coi thường trình độ của Đức Phúc. Khi cho rằng đàn em chỉ nghĩ được, nói được đến thế, thậm chí một số người còn cho rằng Hoàng Thùy Linh đang ví von Đức Phúc không bằng chính thí sinh của mình. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Thùy Linh còn dám nói thẳng trên sóng truyền hình. Trước đây tôi không nhận xét về giọng hát vì Đức Phúc và Hương Tràm lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng ở cuộc đời này chỉ có giọng hát là đủ. Nhắc lại lần nữa đối với tôi, giọng hát quan trọng nhưng chỉ có nó thì chưa đủ. Tới phần trình diễn của thí sinh Quốc Anh đến từ đội Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh lại chê bai một cách thẳng thừng. Tôi chờ đợi một màn hóa thân thành Michael Jackson tuyệt vời như thế này. Tôi mong một sự đột phá ấn tượng hơn từ bạn nhưng không thấy, bạn nhạt và thiếu lửa. Nếu đây là sân chơi tập kỹ bình thường thì bạn đặt yêu cầu, nhưng đây là cuộc thi, phần trình diễn của bạn còn nhạt hơn những gì tôi từng xem. Tôi nói nó là tập kỹ vì nó trôi tuồn tuột, chẳng có chút dấu ấn nào. Tôi chẳng biết phải khen cái gì bây giờ. Điều này khiến cả Đức Phúc lẫn thí sinh đều tái mặt lo lắng. Hoàng Thùy Linh chế giễu Đức Phúc, lớn thế này mà ăn còn nghẹn. Tiếp tục, tới tiếp một trình diễn của Hoàng Phương vào Quốc Trung từ đội Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc vẫn nhận xét khá nhã nhặn, anh nói. Các bạn ở đoạn đầu khá hòa hợp, nhưng cần thêm đoạn lắng hơn. Tiết mục này có cao trào, nhưng quá dài và mọi thứ đều overload quá. Nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn không buông tha Đức Phúc. Cô tỏ ra gay gắt và nói những câu khá châm chọc, chế giễu. Xem xong phần trình diễn này, tôi đoán Đức Phúc chỉ chê lấy lệ thôi, và đúng là như vậy. Cái gì mà cần đoạn lắng, cái gì mà overload? Nếu nó tiếp tục xảy ra một lần nữa là bị bắt bài rồi, overload á, không hề, hay có nghĩa là cả bài hát này đều là cao trào. Bài diễn ngày hôm nay rất căng và ra được chất. Chúc mừng các bạn và chúc mừng cả tôi nữa. Thấy vậy, Đức Phúc liền phản bác.
Bắt bài hay không bắt bài thì đều để giúp màn trình diễn trở nên hay hơn. Nghe phần rap và lên của các bạn tôi có cảm giác như ăn cơm bị nghẹn. Lập tức Hoàng Thùy Linh buông lời chế giễu, lớn thế này mà ăn còn nghẹn được. Những hành động này khiến Hoàng Thùy Linh bị chỉ trích rất nhiều. Từ lúc Hoàng Thùy Linh bị scandal tới giờ dù rất bê bối nhưng vẫn luôn ca Mr. Thông và đứng ngoài không bình luận. Nhưng từ tập trước đến tập này trong chương trình này thì anti-fan Hoàng Thùy Linh luôn ăn nói sức sược quá. Hoàng Thùy Linh nên nhìn lại quá khứ của mình đi, rồi chê bai dè biểu người khác. Nghe chói vào đau tai, chẳng thấy hay gì cả. Dù nghe nó đặc biệt, nhưng có cái đặc biệt hay có cái đặc biệt không hay. Giọng hát cách hát nghe rất khó chịu. Lúc trước không biết Hoàng Thùy Linh là ai, nhưng qua chương trình này tao chính thức là anti-fan Hoàng Thùy Linh nhé. Vợ chồng anh trai Bảo Thi Trang Pula chơi lớn để kỷ niệm một năm ngày cưới. Loạt khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ ba người được chính Thế Bảo đăng tải trên trang cá nhân. Chuyến đi kỷ niệm một năm ngày cưới của cả em Bảo Thi và bố mẹ ruột đi cùng. Giữa tháng 8, 2017, đám cưới của hot girl Trang Pula, tên thật là Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1994 và Trần Thế Bảo, anh trai ca sĩ Bảo Thi, sinh năm 1986 đã chính thức diễn ra. Trước đó, cặp đôi đã có khoảng thời gian dài hẹn hò nhưng không công khai vì muốn giữ kín cuộc sống riêng. Để làm tiệc kỷ niệm một năm ngày cưới, Thế Bảo, anh trai Bảo Thi đã tạm gác lại công việc bận rộn và đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng nhân dịp tròn một năm ngày cưới tại thiên đường vạn người mê, Maldives. Cách đây vài hôm, Thế Bảo, ông sản Trang Pula đã chia sẻ tâm trạng háo hức đầy mong chờ, tiết lộ rằng cặp đôi sẽ chuẩn bị đi chơi xa. Mới 8 tháng tuổi, Bảo Hân được mọi người khen ngày lớn càng đáng yêu và bụ bẫm. Chị mới đến với thiên đường Maldives được một ngày, nhưng vợ chồng anh trai Bảo Thi đã trải nghiệm rất nhiều thú vị ở đây, nhất là chuyến đi thủy phi cơ đầu tiên của gia đình nhỏ. Tuy nhiên, Thế Bảo chia sẻ rằng bé Son hơi khó chịu vì động cơ phương tiện khá ồn. Ngoài ra thì mọi thứ đều rất tuyệt vời, biển xanh trong veo, resort đẹp như mơ và quan trọng hơn là niềm hạnh phúc khi cả ba thành viên được nghỉ ngơi bên nhau. Dù đã là mẹ bỉm sữa nhưng Trang Pula vẫn giữ được thần thái xinh đẹp. Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, Trang Pula vui vẻ tâm sự, cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều vì lối sống của hai bên gia đình và cách giáo dục con cái khá giống nhau. Vợ chồng tôi vẫn như bao cặp vợ chồng trẻ khác, cố gắng làm việc, rồi một phần tích góp một phần để hưởng thụ cuộc sống, phục vụ sở thích du lịch và shopping của cả hai người. Bà mẹ một con xuất hiện đầy quyến rũ sang chảnh ở resort giữa thiên đường xinh đẹp. Chị dâu Bảo Thi cũng không lo sợ bản thân kiếm ít tiền hơn chồng bởi cô cho rằng khi đã là vợ chồng thì việc kiếm tiền nhiều hay ít không còn quan trọng nữa. Ở thời điểm hiện tại, việc chăm lo cho sức khỏe và con cái mới là quan trọng. Chuyến đi này không chỉ có hai vợ chồng mà còn có cả em gái Bảo Thi và bố mẹ ruột. Đây là chuyến kỷ niệm mà cả gia đình đã dành cho nhau, đặc biệt là một kỷ niệm đáng nhớ cho một năm làm đám cưới của anh trai Bảo Thi. Bảo Thi khoe hình ảnh khi vừa mới đến thiên đường Maldives. Cô chia sẻ, chuyển hộ khẩu qua đây sống một tuần nha, biển đẹp, cảnh đẹp như một giấc mơ, thích quá. Việt Hương khoe ảnh tình tứ bên ông xã tóc dài, nhưng con gái mới gây chú ý vì lầy lội hơn cả mẹ. Cô con gái siêu nhắn của nữ danh hài khiến nhiều người nhận xét Việt Hương thứ hai đây rồi. Mới đây, sau thời gian miệt mài làm việc, Việt Hương đã tận hưởng những khoảnh khắc đoàn tụ hạnh phúc khi đi du lịch cùng chồng con. Cô còn khoe ảnh tình tứ bên ông xã nhạc sĩ Hoài Phương trên bãi biển. Tuy nhiên, bức ảnh gây sự chú ý nhất lại là về cô con gái Eliza Phương Vi. Việt Hương vui vẻ chia sẻ, cùng một bãi biển hai vợ chồng chụp hình lãng mạn trong khi con gái lãng xẹt. Nàng công chúa nhỏ siêu nhắn của Việt Hương khiến fan phì cười vì tạo hình bá đạo. Nhiều người còn nhận xét đây đúng là phiên bản nhí của Việt Hương và cho rằng cô bé có tố chất hài giống mẹ. Việt Hương tận hưởng thời gian thảnh thơi đi du lịch cùng chồng con sau chuỗi ngày bận rộn. Khoảnh khắc tình tứ của nữ danh hài bên cạnh ông xã Hoài Phương. Cô con gái siêu nhắn Eliza đã thu hút mọi sự chú ý. Bình thường cô bé rất thỏ thẻ đáng yêu nhưng cũng tinh nghịch không kém. Cả gia đình mới có chuyến đi Hồng Kông thú vị. Danh hài Việt Hương kết hôn cùng nhạc sĩ Hoài Phương đã hơn chục năm, sau đó sinh cô con gái Eliza Phương Vi. Vợ chồng cô định cư tại miền Nam California của Mỹ, tuy nhiên thời gian này, nữ danh hài chủ yếu hoạt động nghệ thuật trong nước. Chồng và con gái Việt Hương vẫn ở Mỹ, vì vậy gia đình cô thường xuyên phải xa nhau. Dù vậy, Việt Hương và ông xã luôn cố gắng sắp xếp bay qua bay lại giữa hai nước, cũng như dành thời gian đi du lịch chăm sóc cô con gái bé bỏng.
Bé Eliza năm nay 8 tuổi có thể nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt và còn được học võ karate từ sớm. Hải Băng đẻ con tăng cân vùn vụt, trong tiệc đầy tháng không ai nhận ra. Bữa tiệc đầy tháng của con trai Hải Băng được tổ chức tại nhà hàng với sự tham dự của một số người thân bạn bè thân thiết, trong đó có cả MC Bình Minh. Vừa qua 17 tháng 8, ca sĩ Hải Băng và ông xã Thành Đạt tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai. Trong ngày này, Hải Băng diện đầm lệch vai, vui vẻ chụp hình cùng chồng con. Điều khiến nhiều người nhận ra là Hải Băng có gương mặt khá tròn trịa và vóc dáng đẩy đà. Có lẽ sau khi sinh con thứ hai, Hải Băng vẫn chưa lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi. Hải Băng Thành Đạt chụp ảnh bên con chung, con riêng. Ngoài những người thân và bạn bè, trong tiệc đầy tháng còn có MC Bình Minh đến chúc mừng. MC Bình Minh cũng có mặt trong bữa tiệc này. Rất nhiều người thân đã đến chúc mừng đầy tháng bé Minh Phúc. Sau một khoảng thời gian ly hôn Diệp Bảo Ngọc, Thành Đạt đến với Hải Băng. Ban đầu, chuyện tình cảm của Hải Băng Thành Đạt bị nhiều người chỉ trích vì họ đã hiểu sai rằng Hải Băng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc tan vỡ. Gạt mọi thị phi dư luận, Hải Băng vẫn rất hạnh phúc và hạ sinh cho Thành Đạt hai con xinh xắn đáng yêu.